Vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức hội thảo quốc gia lập lại thị trường phân bón Việt Nam. Tại hội thảo, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, ngành phân bón luôn có nhiều diễn biến sôi động, phức tạp, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia, nên sản phẩm hay bị làm giả, gian lận thương mại, do đó cần phải lập lại trật tự thị trường phân bón. Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, hiện có 63 công ty tổ hợp sản xuất kinh doanh phân bón giả, phân bón kém chất lượng bán ra trên thị trường 48 tỉnh thành. Vụ việc đáng chú ý nhất là Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phát hiện 11 trung tâm khảo nghiệm và kiểm định phân bón đều vi phạm các nghị định và thông tư về quản lý khảo nghiệm phân bón. Trước những khó khăn và bất cập của ngành phân bón, thời gian tới Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng dự thảo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tạo khung pháp lý kỹ thuật về chất lượng phân bón, nghiên cứu phân cấp quản lý sản xuất phân bón cho các Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thực hiện công tác hậu kiểm đối với các tổ chức cá nhân được cấp phép sản xuất phân bón. Thank you.